Theo Sputnik, Hàn Quốc đang bế tắc trong cuộc chiến bảo vệ nữ giới khỏi những cặp mắt hố sắc, nếu không muốn nói là biến thái. Vài năm trở lại đây, nạn thị dâm nhìn trộm thân thể người khác ở Hàn Quốc hoành hành như dịch bệnh. Phụ nữ nước này đi đến những nơi công cộng như trung tâm mua sắm, nhà vệ sinh công cộng, luôn lo sợ việc bị quay lén cho nhạy cảm. Xấu hổ đến mức tìm đến cái chết. Cuối năm 2019, cảnh sát Hàn Quốc điều tra một vụ tự tử kỳ lạ. Tháng 10 năm đó, một nữ nhân viên bệnh viện được phát hiện đã chết tại nhà ở Tây Nam nước này. Theo lời người thân, cô đưa ra quyết định cực đoan tự nguyện qua đời. Người thân cho biết, thời gian cuối cô gái bị những cơn ác mộng dày vò khiến cô không thể chống chọi được với những tổn thương tâm lý. Theo nhận định của gia đình và cảnh sát, nguyên nhân khiến nạn nhân tự tử là do sự cố xảy ra tại nơi làm việc. Một bác sĩ giải phẫu bệnh học của bệnh viện này đã khoan một lỗ trên tường phòng thay đồ nữ và lắp camera ẩn. Nạn nhân bệnh thị dâm kỹ thuật số là 4 nữ nhân viên làm việc tại cơ sở y tế này. Họ lọt vào ống kính quay lén khi khỏa thân hoặc chỉ mặc đồ lót. Cảnh sát phát hiện ra rằng tên bác sĩ biến thái đã bí mật luồn máy ảnh giữ váy phụ nữ, ngay cả khi hắn đi mua sắm cùng gia đình. Theo người cha cô gái đã khuất, cô không chịu đựng nổi việc có người nhìn thấy mình trong những khoảnh khắc riêng tư, kín đáo. Lo sợ rằng bị quay lén sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, cô xin bố mẹ không kể điều này với bất cứ ai. Tuy nhiên, dù được gia đình ủng hộ, nhưng cô đã không thể vượt qua được chuyện này. Tên bác sĩ giải phẫu bệnh học quay lén nữ đồng nghiệp bị kết án 10 tháng tù cho những gì hắn ta đã làm. Đây không phải là vụ nổi tiếng duy nhất về những đoạn phim quay lén bị bọn tội phạm mạng đăng công khai trên các trang web khiêu dâm. Số lượng nạn nhân đang tăng lên hàng năm, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ngược lại, càng ngày càng xuất hiện thêm những trường hợp mới và nghiêm trọng. Khắp mọi nơi đều có máy quay lén. Tội phạm tình dục ngày càng trở nên phức tạp hơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật Hàn Quốc. Trong năm 2018, khoảng 6.800 nạn nhân đã tìm đến cảnh sát, trong đó 84% là phụ nữ. Để so sánh, trong năm 2012, số đơn tố cáo loại này mà cảnh sát nhận được là 2.400. Điều này không có nghĩa là sự cố trong thực tế ít hơn. Có lẽ, nạn nhân chỉ đơn giản là không biết họ bị quay lén hoặc cảm thấy xấu hổ không dám kể về điều đó. Các vụ scandal xảy ra thường xuyên. Tháng 3 năm 2019, hai người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì tung lên mạng video thân mật của 1.500 khách trọ, các nhà nghỉ trên khắp cả nước. Bọn tội phạm đã đặt camera ở 30 khách sạn tại hàng chục thành phố và tung các đoạn video quay lén lên mạng để kiếm tiền. Trang web trả phí đăng hơn 800 đoạn video, nhưng kẻ tấn công đã sử dụng máy chủ nước ngoài để che giấu địa chỉ IP người dùng. Đây là lần đầu tiên xác định được tên tuổi những tên tội phạm nấp sau các trang web nước ngoài. Tuy nhiên, chúng đã kịp thu lợi 7 triệu won, hơn 140 triệu Việt Nam đồng. Hầu như không thể phát hiện máy quay lén, ống kính thiết bị có đường kính khoảng 1mm. Bọn tội phạm có thể giấu máy quay ở bất cứ nơi đâu, trong giá đỡ máy sấy tóc, bộ định tuyến, ổ cắm, thậm chí sau nhãn lò sữa tắm. Và không chỉ những thanh thiếu niên dâm ô mới có thú vui như vậy. Trong số những kẻ vi phạm có giáo sư, nhà lãnh đạo tôn giáo ở các độ tuổi, ngành nghề và trình độ học vấn khác nhau, thậm chí cả những người nổi tiếng. Năm 2018, cả nước rung chuyển trước vụ bê bối xung quanh ngôi sao nhạc pop K-pop Jung Jun-yeon. Tòa án tuyên bố tuyên phạt anh ta 6 năm tù vì quan hệ tình dục với một phụ nữ, quay lén quá trình này và tung lên mạng mà không được sự đồng ý của cô ấy. Nam ca sĩ thừa nhận đã quay lén clip thân mật với 10 đối tác khác và gửi các đoạn phim lên chat cho bạn bè xem. Ở Hàn Quốc, những tội ác như vậy có thể bị tuyên án lên tới 5 năm tù giam hoặc phạt tiền 30 triệu won, gần 610 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng, trong số tất cả bị đơn tố cáo trong năm 2018, chỉ có 1/3 trường hợp phải ra tòa và chỉ 1/10 vụ án kết thúc bằng tù. Tại đồn cảnh sát, nhiều nạn nhân được thông báo rằng dù sao vẫn không xóa video khỏi Internet được, vì vậy trừng phạt kẻ tấn công sẽ không có ý nghĩa gì. Thái độ thiếu nghiêm túc của cảnh sát khiến phụ nữ Hàn Quốc phẫn nộ. Năm 2018, tại Seoul, khoảng 70.000 phụ nữ đã tuần hành với khẩu hiệu "Cuộc sống của tôi không phải làm phim khiêu dâm của các người". Nhân tiện nói thêm, phim khiêu dâm bị cấm ở Hàn Quốc, nhưng điều này không giúp ích gì cho cuộc chiến chống nội dung bất hợp pháp. Một vấn đề khác mà phụ nữ Hàn Quốc chỉ ra là thái độ chuẩn kép đối với nạn quay lén. Để so sánh, có thể dẫn ra hai vụ án. Năm 2018, một người phụ nữ bị kết án 10 tháng tù giam và phải điều trị tâm lý vì tội quay lén. Nữ người mẫu 25 tuổi này tranh nhau chỗ người mẫu nghỉ ngơi trong giờ giải lao với một đồng nghiệp nam. Theo lời cô, do không hề nghĩ về hậu quả, cô đã chụp ảnh người đàn ông khi anh ta tạo dáng và đăng lên trang web của các nhà nữ quyền cấp tiến mà không có sự đồng ý của anh ta. Trong một vụ án tương tự, nạn nhân là phụ nữ, người đàn ông đã chụp ảnh khi giao hợp và đăng trên Internet mà không có sự đồng ý của cô ấy. Vụ án này đã kết thúc với phán quyết phạt người đàn ông 2 triệu won. Chiến thắng thuộc về kẻ ác. Tuy nhiên, các nhân viên thực thi pháp luật ở Hàn Quốc không khoanh tay ngồi nhìn. Kể từ năm 2004, quốc gia này đã cấm bán điện thoại, có thể tắt âm thanh của màn trọc máy ảnh khi chụp. Thật ra điều này không ngăn được người dùng điện thoại thông minh tải xuống những ứng dụng cho phép họ chụp ảnh không gây tiếng động. Người tạo ra ứng dụng Stalacy Camera, ông Hong Sun Jin giải thích rằng tiện ích mở rộng này dành cho những người cần chụp ảnh trong thư viện hoặc những nơi khác mà họ không thể tạo ra tiếng ồn. Ứng dụng cũng thuận tiện hơn khi được dùng để chụp ảnh động vật phản ứng với tiếng động. Đây là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên App Store Hàn Quốc với khoảng 800.000 lượt tải xuống. Thêm vào đó, ứng dụng này hoàn toàn miễn phí.
Kể từ năm 2017, tại thủ đô Hàn Quốc bắt đầu có các biện đội chống quay lén. Tất nhiên, rất khó đối phó với camera gắn trên thang cuốn, trên ủng và quần áo của những kẻ vi phạm. Tuy nhiên, máy quay lén ở những nơi công cộng như nhà vệ sinh, bể bơi, phòng thay đồ đều bị cảnh sát vô hiệu hóa. Các nhà hoạt động phát hiện camera bằng máy dò, phát tờ rơi và quảng cáo về sự nguy hiểm của việc quay lén. Ngay cả những thành viên của những đội đặc biệt như vậy cũng thừa nhận rằng công việc của họ rất ít tác dụng. Ngoài ra, những kẻ ghen tuông bệnh hoạn còn nhờ đến sự hỗ trợ của camera gián điệp. Một số người đặt thiết bị ghi âm cỡ đầu kim tại nhà để theo dõi nửa kia của mình. Trong trường hợp này, thám tử tư có thể giúp những ai nghi ngờ đang bị người thân theo dõi. Một trong số thám tử đó là Sang Hye-yong. Công ty của ông hoạt động suốt ngày đêm. Hàng tháng, ông nhận được khoảng 500 cuộc gọi từ những nạn nhân tiềm năng bị quay lén. Các nhân viên của ông được trang bị như những tay đặc công thực thụ, họ có những thiết bị đắt tiền để phát hiện máy quay lén. Theo Sang Hye-yong, nhà nước không thể cung cấp cho các đồn cảnh sát những thiết bị như vậy vì chúng quá đắt. Do đó, chỉ những khách hàng cá nhân mới đủ khả năng giám sát như vậy. Ngoài ra, khác với thám tử tư, cảnh sát không có khả năng phát hiện camera ẩn, họ thậm chí không biết tìm ở đâu và tìm thế nào. Có lẽ, trở ngại lớn nhất của cuộc chiến chống quay lén là những kẻ muốn dòm ngó phòng thay đồ nữ hoặc dưới váy có thể dễ dàng mua được máy quay không chỉ trên mạng, mà ngay cả ở sạp hàng ngoài chợ. Chúng được bán công khai và rẻ, chỉ khoảng 50 USD, hơn 1,5 triệu Việt Nam đồng. Vấn đề chính là nguồn cung luôn có đủ ở những nơi cầu ổn định. Ở Hàn Quốc, không thiếu người tiêu dùng cho những nội dung như vậy.